Xin chào tất cả mọi người. Mời mọi người cùng Vân đi cắt hành làm kim chi. Làm kim chi thì cái hành nhỏ này thì làm nhanh thấm mà ăn ngon hơn cái hành bự mọi người. Hành bự thì làm lâu được ăn hơn cái hành này. Hành này làm mấy tiếng là được ăn này. Vì Vân không lột cái hành này ra nên là đây mọi người, đây những cái lá như này lên này. Vẫn cắt xong rồi lên như này mà vẫn làm miếng lột á. Lát vẫn cắt xong rồi vẫn lột hết cho sạch. Vẫn cắt xong cái này thôi đó. Vẫn sới cái đất lên đây vẫn bỏ phấn vô. Cái hũ lụi đây mà lên chết thật đấy nha. Xin trời. Vẫn trồng từ cái lá hành và vẫn cái gốc á. Vẫn mua hành lá ngoài chợ á. Vẫn cắt được từng này, giờ vẫn đi vẫn lột cho sạch chứ. Hành thì vẫn lột rửa sạch sẽ rồi mọi người. Cái hành này nhỏ thì lột hơi lâu. Giờ vẫn trộn ha, trộn làm kim chi phiên bản nhà làm ha. Cái tháo này thì vẫn trộn thì hơi nhỏ. Giờ vẫn không ướp nước mắm trước mà vẫn trộn luôn ha. Đây là kim chi phiên bản nhà làm nha mọi người. Và hơn 3 muỗng nha mọi người. Giờ vẫn bỏ đường. Một muỗng đường mọi người. Ớt bột Hàn Quốc. Vẫn bỏ hơn muỗng. Bỏ tỏi băm. Vẫn không bỏ cái cơm gọi là bột nếp mà mọi người. Quẩy lên làm thành giống cái cháo á. Vậy là xay cái lế nha. Mà vẫn không bỏ làm cái đó nha. Tại vì làm cái đó chồng vẫn không thích ăn. Nói là thích ăn làm kiểu Việt Nam thôi. Tháo này thì hơi nhỏ. Vẫn làm cái gốc này trước. Xong giờ vẫn có cái lá này xuống ăn trộn lên mấy tiếng là được ăn mọi người. Nghỉ thể ít rồi bỏ cái tháo hơi nhỏ cái này lát hạt siêu xuống thì còn ít mọi người đó. Cái ớt bột Hàn Quốc này thì không cay bỏ cho có màu đẹp thôi mọi người. Này. Làm đơn giản như này thôi mọi người. Đó, để cho lát là siêu xuống chút nữa rồi và thỉnh thoảng là đảo lại là chiêu là ăn được mọi người. Đó. Cái này ăn với thịt luộc ha, thịt chiên
Ngon lắm mọi người. Thì vẫn mọi người thông cảm ha. Lát vẫn đổi vô cái bự kia. Đấy, cái này vẫn thấy ít mà vẫn bỏ ra chứ hơi nhiều. Đó. Giờ vẫn đổi sáng cái tháo này to hơn rồi mọi người. Ơi. Cái này là mẹ bỏ ớt á. Ghê gì? Ớt này không có cây đâu, bỏ màu cho đẹp. Đó. Màu nhìn thấy nó ghê. Này mọi người. Đó, trộn đều lên. Để như này là mấy tiếng sau ăn được mọi người. Để vẫn thử tí coi á. Thế này thấy vừa rồi. Cái lát thành ra nước nè mọi người. Thỉnh thoảng là đảo để cho ngấm phía cái đâu này mọi người. Làm cái nhỏ này thì ăn ngon hơn cái bự mọi người. Đấy, cái bự á nó lâu cái gốc này này. Nó lâu ăn hơn, cái này thì làm ăn nhanh hơn. Cái này thì đỡ hẳn hơn cái bự mình phải làm để 1 ngày đến 2 ngày mới ăn được, còn cái này làm mấy tiếng đồng hồ là ăn được mọi người. 6 3 phút mọi người. 6 3 phút thì nó siêu bớt rồi mọi người. Cái gốc thì vẫn bỏ gia vị hình nhiều hơn. Đấy, lát nữa rá nước rồi xong là ngầm lên trên cái ngọn đó mọi người, những cái lá. Làm đơn giản. Đây là vẫn không làm giống Hàn Quốc đâu mọi người ha. Đây là vẫn làm theo kiểu nhà vẫn ăn thôi. Thì vẫn xin kết thúc video ở đây. Vẫn cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã coi hết cái video của Vân. Nếu thấy thích thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.